Vâng, lúc này thì tổ trọng tài vẫn đang kiểm tra kỹ thuật của mặt sân, của đường biên, của hai cầu môn của cả hai bên. Vâng, và như vậy là trận đấu được bắt đầu. Và điều khiển chính trong trận đấu ngày hôm nay đó chính là trọng tài trẻ Quang Thiện. Hai vẫn là những pha tranh chấp rất quyết liệt ở khu vực giữa sân. Trần Cường, cơ hội, đó là cú sút của Trần Cường. Và như vậy là thủ môn Minh Chiến đã phải băng ra rất xa để cản phá trong tình huống bóng vừa rồi. Trong trận đấu gặp xóm 3 hôm nay, Ngọc Hùng, cơ hội, không được. Nhưng vâng, như vậy là Minh Chiến cũng đã rất xuất sắc. Và dường như là Minh Chiến đã phân tích rất kỹ tình huống đá phạt của Ngọc Hùng. Hai xóm vẫn chưa có những tình huống thực sự mạo hiểm. Không hề phạm lỗi. Trong tình huống vừa rồi thì đội trưởng Văn Bách đã ngã trong vòng cấm của cao thủ xóm trại. Tuy nhiên thì chúng ta có thể nhận thấy một điểm xóm trại. Và đứng trước bóng lúc này đó là Văn Bách. Một cự ly có thể nói là rất gần, rất gần với khung thành của thủ môn Đăng Đại. Và chúng ta đá phạt này sẽ như thế nào? Và đúng là như vậy, Đăng Đại đã cho thấy một sự phản xạ tuyệt vời của mình. Vâng, chúng ta có thể cùng nhìn lại trận đấu với xóm Chùa. Nếu như Đắc Đại mà không xuất thần thi đấu cho xóm Trại trong trận đấu hôm đó thì rõ ràng là không thể mang lại một chiến thắng cho xóm Trại trước cao thủ xóm Chùa. Và trong trận đó xóm Chùa chỉ thua một mình thủ môn mà thôi. Một quả phạt góc cho xóm 3. Và được. Đây là Hoàng Đức. Cơ đó là pha kết thúc của Kỳ Phú. Như vậy là Sa Ngang đã từ chối bàn thắng của Kỳ Phú trong tình huống vừa rồi. Đó là câu trả lời đầu tiên ở trong hiệp này, hiệp hai này của cao thủ xóm Trại. Vâng, như vậy là dưới sân cao thủ đang thi đấu rất năng nổ và quyết liệt ở trên sân. Tốc độ và những phút đầu nhập cuộc của cả hai bên đang số 21. Phần thắng nghiêng về xóm Hồng Tích. Cơ hội! Vâng, như vậy là Đắc Đại đã băng ra rất kịp thời trong tình huống vừa rồi. Đó là cơ hội của Đoàn Anh. Rõ ràng là chúng ta có thể thấy là trong hiệp hai này thì cả hai xóm đều nhập cuộc. Cơ hội! Một sự rất tinh tế. Chúng ta có thể thấy là một pha chạm bóng rất tinh tế của Kỳ Trương. Một pha chạm bóng rất tinh tế của Kỳ Trương. Và Kỳ Trương đã lập công, đã mở tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta có thể thấy là những sự vui sướng của cổ động viên trên sân. Bàn thắng đã xuất hiện rồi. Và chắc chắn rằng nó sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa khi có một bàn thắng trên sân. Duy Khánh. Lúc này đây thì áp lực đã được giải tỏa. Và xin mời quý vị khán giả ở dưới đường biên chúng ta đứng vào sân đi ạ. Đánh đâu? Không được. Vâng, lại là một tình huống chạm bóng của Pháp Pita.
Như vậy là mặt sân trơn như vậy không phải là sở trường của những lão tướng. Đánh đâu! Lại thêm một lần nữa, Đắc Đại rất xuất sắc đẩy bóng ra trong tình huống vừa rồi. Rõ ràng là được bình chọn thủ môn xuất sắc nhất mùa giải thì chỉ có thể là... Và trận đấu được tiếp tục. Đúng là đôi tay người nhện. Chúng tôi không còn những câu từ gì để diễn tả những tình huống bắt bóng của Đắc Đại trong mùa giải năm nay. Một đá phạt này thì cự ly lại gần hơn, gần với khung thành của thủ môn Đắc Đại hơn. Đây là Duy Khánh. Thang 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 thang. Coi không vào. Vâng, như vậy thì lúc này theo quan sát của chúng tôi thì trọng tài Quang Thiện đã nhìn đồng hồ. Có lẽ là một cảm xúc vỡ. Sau tròn chính 20 năm họ lại có mặt ở trong trận chung kết. Đắc thắng. Hết giờ. Ôi trời ơi. Mở nhạc lên.